Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Thưa quý vị, hôm nay vị khách rất là quý đến từ Canada, đó là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, người đầu tiên đã thực hiện cho Thanh Lan một cuốn album hát một mình 18 bài. Hồi thời đó quý vị có nhớ không, băng cối 18 bài xong rồi ra cassette, mà cuốn băng này có tựa đề là Thanh Lan hát cho tình yêu và tuổi trẻ. Và Thanh Lan xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Anh Cương và xin anh gửi đến lời chào với các khán thính giả của Thanh Lan Show. Xin kính chào khán thính giả của Thanh Lan Show và chào Thanh Lan. Dạ vâng ạ, chào anh ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, không biết có phải là nhờ anh Phạm Mạnh Cương hay không mà sau đó thì có ba nhạc sĩ nữa làm thực hiện cho Thanh Lan ba album hát một mình. Thời đó mà hát một mình một album là khó lắm rồi nhỉ. Dạ vâng, tức là phải nhiều khán giả lắm, nhiều người thương mình lắm, và mình cũng phải tự tin lắm mình mới dám làm, chứ nếu mà làm xong mà không có khán giả nào ủng hộ thì chết. Dạ vâng, Thanh Lan còn nhớ lần đó khi mà cuốn băng ra mắt đó, thì sáng sớm hôm đó ở trên Crystal Palace là cửa tiệm mở ra. Đúng rồi. Và từ 8 giờ sáng đã có người tới ủng hộ. Đúng rồi. Dạ, vui quá. Cái cuộn băng đó kể như là cuộn băng đầu tiên mà thực hiện một ca sĩ đó. Sau này mới có những người nối gót thực hiện sau. Cuộn đó là thuộc, nếu mà nói trong cái băng nhạc mà do Tú Quỳnh của anh thực hiện á, thì nó là cuộn bestseller nhất đó. Nghe đó. Vui quá. Và cái cuộn đó là chính do Thanh Lan chọn bài. Thanh Lan chọn bài. Dạ vâng, tất cả những bài hát trong đó, đó thì đều do Thanh Lan chọn. Mà Thanh Lan nhớ rằng bây giờ là tới bây giờ là có nhiều quý vị vẫn còn nhắc tới là bài Chân Trời Tím nè. Chân Trời đó. Tím. Rồi Duyên Thề này. Duyên Thề. Đấy, tức là đủ mọi thể loại trong đó. Bán cổ điển cũng có. Có bài của anh nữa chứ. Dạ vâng, có chứ. Làm sao mà không khỏi có một bài của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương là người đã thực hiện cuốn băng đó. Và Thanh Lan thì nếu nhớ không lầm thì những năm mà đầu năm 70 Thanh Lan hát rất nhiều bài của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Đúng rồi. Dạ. Đại khái như là bài Thu Ca là Thanh Lan cũng hát này. Dạ vâng. Rồi Một Lần Yêu này, Thanh Lan cũng hát, Lan dạ, nữa không? Dạ vâng. Thì nhắc tới Một Lần Yêu thì thưa quý vị, trước thềm năm mới, năm tới là năm con rồng nó bay á, cho nên là Thanh Lan hy vọng rằng đối với tất cả chúng ta, dù là nghệ sĩ hay không nghệ sĩ hay các ngành nghề khác, thì đều bay như rồng bay phượng múa vậy. Dạ, thì sắp tới này anh Cương có những tác phẩm nào đang tính làm hay không ạ? Thì hiện bây giờ anh đang còn có một số bài. Dạ. Cũng đang thực hiện xong phần nhạc rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn trau chuộc cái phần lời ca này thôi. Dạ đó, vâng. Dạ. Phần ca này. Để cho ra mắt cho năm tới. Dạ năm vâng. Tới. Thì Thanh Lan đã rất vui ngày xưa hát bài Một Lần Yêu của anh. Và sau này hát bài Áo Anh Qua Phố, thơ của chị Lê Thị Hàn và nhạc của nhạc sĩ Phạm Anh Cương. Mong rằng có một ngày nào đó sẽ được có mặt tại Montreal, Canada để mà hát lại hai bài đó để theo lời yêu cầu của các khán giả. Bây giờ xin mời anh kể lại những kỷ niệm nào mà anh thấy là vui nhất trong cái quãng thời gian mà mình hay quay tivi đó. Dạ. Thì hồi đó Thanh Lan là một trong vài ca sĩ mà cộng tác thường xuyên về chương trình Phạm Mạnh Cương ở TV, và những cái màn xuất hiện của Thanh Lan là những màn rất là đặc biệt. Thì dù chủ nhớ còn lần Thanh Lan hát hình như Thanh Lan mặc cả áo đầm á, hát cái bài gì đấy, bài một bài ván
Nếu mà van chắc là bài One Day hả? Ờ, bài One Day. Ngày ấy khi xuân đó ra đời, ừ, một đã trời nhớ là mặc có lũ chim vui. Đó, mặc cái áo dài rốt. Dạ, áo đầm dài. Dài, dạ, màu đẹp, đầm đẹp lắm. Dạ vâng, thưa quý vị. Vì là về trong truyền hình cũng như truyền thanh, có thể là dự án về thân láng là thực hiện biết bao nhiêu là chương trình đều có mặt thân láng hết á. Có thể nói là thân láng là một trong vài ca nữ, vài ca sĩ chính của trung tâm băng nhạc Tú Quỳnh. Quỳnh và của các cái chương trình ở đài phát thanh và đài truyền hình. Dạ vâng. Sài Gòn. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan còn nhớ là sắp tới giờ quay hình thì nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương vẫn cần cù cưa cưa đéo đéo những cái coi như là để có làm cái cảnh trang trí, dạ, trang trí cảnh, dạ, cho ca sĩ đứng cho đẹp. Thì thật sự hồi đó chưa có cái ban nào mà dám trang cảnh đâu, cứ thấu ở cái phông sau là phông đen thôi, không đẹp. Không đẹp, dạ. Thì có anh là giảm mà dùng những cái chất liệu hồi đó như là cái chất móp. Như mình cắt chữ, các dạ, vâng, chữ Phạm Mạnh Cương. Thanh Lan nhớ hồi đó còn lần Thanh Lan hát bài Đố Ai mà đứng sau một cái trái tim bằng móp. Đó. Phải chương trình Thầy Đại không? Thanh Lan nói, thì đấy, Đố Ai biết lúa lúa mấy cây. Dạ thì, vâng, thưa quý vị, ngày xưa đó thì dân ca Việt Nam mình thường có những bài hát mà có lời rất là ngu ngơ khờ dại nhưng mà là rất là dễ thương. Thưa quý vị, bài hát đầu tiên của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương mà Thanh Lan hát ngày xưa là bài Thung Lũng Hồng. Đúng, Thung Lũng Hồng. Thung Lũng Hồng là cái bài nhạc anh làm ở Đà Lạt đó. Tuy không nói đến Đà Lạt, không có chữ Đà Lạt trong đó. Dạ vâng. Nhưng mà láng thấy toàn là đồi thông suối nước là trong đó, thung lũng á, thành ra cũng là Đà Lạt đó. Dạ vâng. Thì mà tại cái vì nhà đó cái nhà đó Thanh Lan có đến mà. Thanh Lan có đến đó. Anh không có cần phải giới thiệu là tại vì Thanh Lan đã đến nhà đó rồi. Là biết tại sao là kêu là thung lũng hồng. Đúng tại rồi. Vì căn nhà đó sơn màu hồng. Sơn màu hồng và nó nằm dưới một cái thung lũng nhỏ rất là xinh xắn. Dạ vâng. Và thì là cái mối tình này thật đẹp á, thời đó Thanh Lan rất là ái mộ. Lúc đó là mình lên để mình hát chương trình Phạm Mạnh Cương. Đúng rồi. Rồi không biết cái lần mà mình lên mình hát cái chương trình Lê Minh Phương có ở đó không? Còn cái chương trình đặc biệt là chương trình mà anh ra mắt cái truyện tập nhạc Thung Lũng Hồng. Dạ. Làm tại cái quán nhạc của Lê Minh Phương. À đúng Tây rồi Bắc thì Công đó Liên, thì, hôm thì... đó có Nhật có Thanh Lan, dạ, và Nhật Trường. Thành ra mình nhớ rõ ràng có cái gì mà dính dáng tới Lê Minh Phương. Dạ vâng. Thì gọi là quán Lục Huyền Cầm. Lục Huyền Cầm đúng rồi. Nếu mà những người nào mà đã từng ở Đà Lạt thì không ai mà không biết đến Lục Huyền Cầm. Đúng rồi. Tại vì thưa quý vị thì mỗi một mảnh đất sinh ra một vài tài năng của Việt Nam mà không ai có thể quên được. Và Lê Uyên Phương là một cặp rất là nổi bật tại Đà Lạt. Đây là một cái tên rất là nổi bật tại xứ Huế. Ngoài ra xứ Huế còn có một giọng hát mà Thanh Lan rất thương là chị Hà Thành. Chị Hà Thành. Đấy, Hà Thành cũng thấu nhiều bài hát. Nhiều lắm. Đó. Vâng, nhiều lắm, chương trình nào mà chẳng có chị Hà Thành. Hà Thành có hát bằng Một Lần Yêu. Dạ có. Cho hàng địa hát của chị Sáu Liên, hàng dạ, Việt Nam. Việt Nam, dạ đó. Vâng. Nhiều lắm. Bây giờ nhắc tới những kỷ niệm ngày xưa ở Sài Gòn á, thì là bao nhiêu hình ảnh và tên tuổi các nghệ sĩ ngày xưa lại hiện về trước mắt nhiều mình quá. Thì nhiều. Có những người mà bây giờ với thời gian có những thế hệ sau này nhỏ đó họ không biết tới. Vậy xin mời anh Phạm Mạnh Cương nhắc tới một vài nghệ sĩ mà chúng mình vẫn còn yêu thương mà bây giờ ít người nhắc tới là tại vì lâu quá. Ví dụ như chị Lệ Thanh nè. Đó, Thanh Lan rất thích cái giọng chị Lệ Thanh. Nhưng chị Lệ Thanh lại nghỉ hát rất là sớm. Lệ Thanh hiện bây giờ là đang ở Canada, ở cùng thành phố về anh Montreal. Vui quá. Nhưng mà cũng gần như là chị không muốn xuất hiện gì nữa. Dạ này. Vâng, thì chị nói bây giờ chị để khán thính giả nghe lại cái tiếng hát của chị. Dạ và vâng, tôi. Thì dĩ nhiên là trên đời này có những người muốn mãi mãi đến với công chúng. Nhưng có những người đã rút lui và chọn gia đình là cái niềm vui chính. Và để cho khán giả nhớ mình mãi mãi qua cái hình ảnh của ngày xưa. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan cũng hiểu chứ. Thanh Lan cũng
thông cảm và rất là yêu cái sự lựa chọn của những người nghệ sĩ đó. Tại vì sao? Tại vì họ đã may mắn có được một gia đình êm ấm. Những người nghệ sĩ mà phải mải miết đi trên đường đời lẻ loi á là tại vì không có được một gia đình êm ấm. Thế thì nhạc sĩ Phạm Anh Cương có một bài thơ nào hay một bài hát nào mà nói về cái sự lẻ loi của một con người mà chưa tìm ra? Thì đấy, tự nhiên nói lẻ loi cái nhớ cái bài khóc lẻ loi một mình quá. Lẻ loi một mình là trong bài Thanh Lang hát Thung Lũng Hồng, là Thung Lũng Hồng á, là cái câu cuối Thanh Lang nhớ đó. Thưa quý vị, Thanh Lang nó có cái tật là nói tới cái gì là cũng bật ra một bài hát đó. Thế trong đời mà làm nghệ thuật đó, thì là bài hát nào của anh Phạm Anh Cương mà anh cảm thấy hài lòng và thích nhất? Thật sự ra mỗi bài hát đều có một cái cảm hứng, một cái hoàn cảnh để mình sáng tác. Nhưng mà tương đối cũng có những cái bài đánh dấu những cái bước đi của mình trên đường nghệ thuật. Thì thường thường chủ nhớ ba bài nhất. Bài thứ nhất là bài Thu Ca. Bài đó là bài nổi tiếng đầu tiên đó. Ai mà người Sài Gòn là đều phải biết bài đó. Bài thứ hai là bài Dạ Từ Cố Đô. Và bài thứ ba là bài Thưa Hoàng Ngàn Long. Tại sao mà anh nói đến ba bài đó? Là năm 1953 là anh thi đậu tú tài hai rồi. Thì ra Hà Nội học đại trường cao đẳng sư phạm. Thì trước khi ra Hà Nội á, là làm bài Dạ Từ Cố Đô. Dạ Từ Cố Đô. Coi như là mình từ Dạ Cố Đô rồi đó, từ Dạ Huế rồi đó. Rồi bài thứ hai, lúc bước chân ra Hà Nội á, thì cái bài đầu tiên mà anh làm là bài Thu Ca. Tại sao Lan biết lúc mùa mà thu ngoài đó đẹp lắm. Trong đẹp, năm mình không có cái mùa thu đó. Mà lúc anh ra đến Hà Nội á, lúc mà xe cá của hãng Air Việt Nam á, nó chở mình về phòng trọ đó, phòng ở đó của sinh viên đó, thì đi qua cái trường Trưng Vương. Lúc bãi trường, trời cá cô thiểu. Có mặc áo dài trắng không? Lúc đó có mặc áo dài trắng không? Không. Mặc áo đủ màu hết. Rồi đặc biệt là mùa thu đó. Người làm có cái áo khoác len. Rồi quàng khăn vót. Đi đẹp lắm. Rồi cộng thêm mùa thu Hà Nội lúc đó rất đẹp. Vâng, đúng cái mùa thu đó là thích lắm. Và mà anh có ăn cốm không? Có chứ, cốm. Mùa thu là phải ăn cốm đó. Thanh Lan, thưa quý vị, Thanh Lan là rất là mê cốm. Mỗi lần mà ra Hà Nội mà mùa thu là phải đi kiếm cốm đó, cũng, ăn trừ cơm luôn. Đó, rồi những cái hình ảnh đó, rồi thêm một cái nỗi bắt đầu mình xa quê hương, xa Huế. Rồi giống như là mình ly hương, tâm trạng của một người xa. Thành ra chủ tự nhiên có cái cảm hứng, một cái khúc nhạc, đó là chính là bài Thu Ca. Và về nhà, về đến phòng trò chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thôi nghe. Nhưng mà cái hồi mà mới viết á, thì là anh Cương có tính trước là nó sẽ thành tango không? Hay là không, để cái viết, thể điệu viết nào? Tango hẳn hoa. Viết tango luôn. Viết tango hẳn hoa. Và cũng may mắn là cái bài đó cũng được xem như là một trong những cái bài tango mà đúng những cái bài tango tiêu biểu đó. Tiêu biểu đó. Thanh Lang có hát bài đó mà. Dạ vâng, có chứ. Đó, có. Chú con vừa cái băng. Thật ra thì hồi thời đó, trong các ca sĩ mà được mời thâu băng, phải nói là Thanh Lan đó là thuộc cái loại mà gần như là nhỏ nhất. Cho nên những cái đà bài nào mà cái nhịp điệu nó hơi sôi nổi chút xíu là cứ đưa cho Thanh Lan. Nên có những cái bài rất là nặng ký. Thanh Lan còn nhớ Thanh Lan có hát bài rất, anh rất thích Boston. Bài mùa thu không có em. Mùa thu không em, anh buồn một mình. Có cây xanh sao chết từ ngày nào đó. Cái bài đó rất hay. Sau này thầy cũng có người thâu lại mà họ hát nhanh hơn. Nhưng mà hồi Thanh Lang hát là đúng là bố sống đó. Dạ vâng, tại vì nó phải đúng cái tâm trạng của cái lời hát. Nếu mà mình buồn quá. Mà lẹ quá mà mình không thấy buồn. Đó. Nhưng mà tại vì á, ở ngoại quốc lâu ngày á, thì mọi người quen với cái nhịp điệu rất là mau của nhạc ngoại quốc. Thì có những cái bài Mỹ nè,
mặc dù là cái lời rất buồn nhưng cái nhịp nó cũng lẹ. Đúng. Nó lẹ quá thì nó không còn cảm thấy buồn nữa. Còn cái tiếng Việt Nam mình á, mà càng buồn thì càng buồn, phải càng chậm lại. Chậm rãi đó. Và cái Việt Nam, thật sự nhạc Việt Nam, cái lời nó quan trọng lắm. Dạ vâng. Thành là hạt mà nhánh quá. Nghe không rõ, không hiểu nói gì luôn. Không hiểu nói gì luôn. Tiếng Việt Nam á, một là hát quá cao, hay là hát quá lẹ, là nó giống như là nhạc tàu vậy. Dạ, cho nên là khi mà, bởi vậy người ta nói hát là phải tròn vành rõ chữ. Đúng phải rồi. Rõ từng chữ thì mới hiểu được cái lời. Mà nếu mà lẹ quá làm sao mà ai mà hiểu nổi kịp cái lời mình muốn nói gì. Giống như là mình đọc một bài thơ vậy, một bài thơ đang buồn thì mình phải đọc chậm, làm sao mà mình đọc lẹ được. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Thì nhạc và thơ, tiếng Việt mình vốn dĩ nó đã có nhạc ở trong cái đúng tiếng rồi. Việt rồi. Vâng. Cho nên ai cũng biết làm thơ hết á. Ai cũng biết. Dạ, ngày xưa đó các ông bà cụ đâu có học nhiều đâu, mà cứ bật cũng ra là thơ. Ra thơ lục bát. Dạ, những câu ví von thì đều thơ lục bát. Dạ. Bây giờ mình đang nói chuyện nhạc, bây giờ mình lại chuyển qua chuyện văn chương. Thế nhạc sĩ Phạm Anh Cương là học dạy chiết phải không ạ? Vâng, dạy chiết. Dạy chiết thì là cái tầm hiểu biết và cái cách suy nghĩ rất là sâu xa, thì dĩ nhiên là làm thơ và làm nhạc cũng sẽ sâu xa, như là cái đầu óc của mình nó như thế nào thì cái thơ và cái nhạc của mình nó như vậy. Do vậy thì những cái bài thơ mà anh Cương chọn để mà phổ nhạc á, thì anh có cái tiêu chuẩn nào không, hay là anh cứ thích bài thơ nào là anh làm nhạc thì, thôi? Thì cái bài nào mà mình đọc á, dạ, mà mình thấy có cái nhạc ý trong đó, thì mình phổ được. Dạ. Còn những cái bài thơ rất hay, dạ, mà không phổ được. Nó khắc khỉu. Dạ vâng. Thì có những cái bài thơ lạ lắm, mình mới đọc cái câu đầu tiên là nó ra cái e nhạc liền. Dạ. Còn có cái gì cũng vậy, vạn sự khởi đầu nan, nó không có cái câu đầu ra mà nó ra đúng câu rồi, sau đó. Được. Dạ. Cái quan trọng nhất là cái ý nhạc mở đầu á, dạ, không dạ ra vâng. Thì mà khi nó ra được ý nhạc rồi nó cứ vậy thì mà cứ thế ra. Mà nó trôi theo thôi. Dạ vâng. Thì hiện giờ thì anh cũng chú trọng về việc phổ thơ cho người ta nhiều lắm. Dạ vâng. Thì anh thấy bây giờ có nhiều bạn trẻ có những bài thơ rất hay. Dạ. Nhưng mà như Thanh Lan biết thơ, thật sự là cái giới yêu thơ cũng ít và cũng chỉ yếu trong một cái giới hạn nào đó thôi. Dạ, một dạ. bài thơ không có thể phổ biến rộng rãi như một bản nhạc. Nhưng mà khi bài thơ đó bài hát rồi, được thì bài hát sẽ bay rồi, rất xa. Thì dụ dạ. như chẳng hạn lên thì ví dụ như là bài Ngậm Ngùi. Dạ vâng. Đấy, Ngậm Ngùi là bài nắng thơ rất nổi tiếng. Nửa bãi chiều rồi. Một bài thơ rất nổi tiếng của Huy Trần. Nhưng dạ. mà ngày xưa chỉ có một giới nào đó biết bài thơ đó. Nhưng mà từ khi Phạm Duy thổ bài đó thì người ta quên mất Huy Trần. Mà người ta chỉ biết bài đó là bài là nhạc của ông Phạm Duy. Của Phạm Duy thôi. Đó. Thì cũng biết là phổ thơ. Nhưng phổ mà thơ. Nhiều khi không nhớ thơ của ai. Không nhớ dạ. thơ của ai. Có những cái bài thơ thì hiện bây giờ chú trồng nhiều về vấn đề. Nói tới chuyện thơ thì tự nhiên nhớ đến ông Xuân Diệu, là tại vì Xuân Diệu, hồi nhỏ Xuân Diệu đi học, thưa quý vị, mê thơ Xuân Diệu lắm. Nhưng mà có một lần có duyên được gặp ông Xuân Diệu tại nhà một nghệ sĩ nào đó lâu quá quên rồi, thì ông ngồi ông đọc thơ của ông, thì nó không giống như mình tưởng tượng. Đúng rồi. Tại vì cái giọng của ông á không phải là một cái giọng để đọc thơ. Dạ. Nên là mình thích dạ, để mình đọc dạ, để mình đọc thì mình thích hơn. Khi ông đọc cái bài thơ đó, tự nhiên hình như ông còn phá thơ ông thêm chứ. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan thì hay có cái tính là nghĩ sao nói vậy. Nếu mà quý vị nếu thích thơ Xuân Diệu thì chúng ta nên tìm thơ Xuân Diệu lại để mà đọc, để mà nhớ lại cái thời Tư Lực Văn Đoàn. Đúng rồi. Dạ, cái thời đó là cái thời đó là thời rất là nổi tiếng về văn học Việt Nam, rất là nhất là trong phần cái địa hạt thi ca. Thi ca hồi thời đó là nhiều sáng tác mà sống mãi đến thời này. Thế lửa dạ vâng. nhiều lắm. Đem vào trường học luôn là biết sao. Dạ. Thì chắc là không thua gì cái thời cái
nhị thập bát tú của đức vua gì ngày xưa đó anh? Vua Từ Đức. Dạ vua Từ Đức, cho tôi giờ lâu có không nhớ vua nào chị nhớ là cái câu lâu khó quá thì rồi. Nhớ mà cái dễ thì lại không nhớ. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan rất là may được gặp nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương vào ngày hôm nay để được nói chuyện về thơ này, văn này. Kêu là thơ văn thi phú đó. Thì nó khiến cho cái cuộc đời của mình nó tươi đẹp vô cùng. Tại vì nếu mà cuộc đời này không có thi phú, không có âm nhạc thì làm sao chúng ta có thể khuây khỏa vào những giây phút nào mà ví dụ như là có những nỗi buồn nào không nói nên lời. Đúng thì rồi. Có âm nhạc nói giùm ta. Lời nghệ sĩ là vậy đó. Dạ vâng. Và tìm đến mua vui cho thiên hạ. Dạ vâng. Đó, làm cho đẹp cho cuộc đời. Dạ vâng, thưa anh thì mới đây thì anh có mấy tác phẩm ở trong chương trình của Thúy Nga Paris đúng không? Vâng. Dạ thì trong chương trình đó là có những bài nào ạ? Mới đây đấy. Dạ kỳ này qua thấu là có hai bài thôi. Dạ hai bài. Bài thứ nhất là bài Dạ Từ Cố Đô. Dạ Từ Cố Đô là chắc chắn là phải có rồi. Dạ, nãy anh thích. Dạ Từ Cố Đô là dạ. Hương Lan hả? Dạ. Và còn cái bài mà Thanh Lan hát từ trước rồi mà bây giờ thì có trong chương trình này là bài Một Lần Yêu. À Một Lần Yêu, thế bây giờ là cô nhạc cô chắc phải có cái trẻ. Cô nào xinh xinh dễ thương à cô. Dạ vâng, Thanh Lan cũng có xem với cũng có biết lối hoa ấm. Dạ vâng, của hoa ấm mới Châu mới hơn. Dạ thì cái bài Một Lần Yêu này mặc dù là anh Cương đã viết từ lâu lắm rồi nhưng mà những cái lời lẽ đó nó sẽ vẫn thích hợp với những bạn trẻ bây giờ. Đúng rồi. Dạ vâng. Đó, cho thì, nên là Thanh Lan đã chọn Một Lần Yêu cùng với Áo Em Qua Phố để trình bày trong cái đêm sinh nhật của anh Cương. Tiếc rằng tất cả quý vị không có xem được chương trình đó là tại vì đây chỉ là một cái buổi lễ trong gia đình bạn bè thân thiết mà thôi. Nhưng hy vọng rằng có một lần nào Thanh Lan sẽ có dịp để trình diễn trước một khán giả đông đảo hơn. Giờ hai anh em mình nói chuyện văn nghệ là nói tới mai cũng còn mai cũng chưa hết chuyện. Dạ vâng. Nhưng mà thôi cũng rất cảm ơn Thanh Lan đã tạo cho anh một vài phút để tâm tình giữa cái chuyện văn nghệ giữa hai anh em mình và nhất là những cái kỷ niệm xưa, bởi vì Thanh Lan có thể nói là một trong những ca sĩ nòng cốt của những chương trình Phạm Mạnh Cương từ truyền thanh đến truyền hình đến băng nhạc. Dạ vâng. Bây giờ nhắc lại ngày xưa mình cảm thấy cảm xúc tràn trề. Dạ vâng, thưa quý vị, thời gian nó qua mau quá. Mình cũng biết rằng mình không bao giờ được trở lại cái cuộc sống ngày cũ, nhưng mà Thanh Lan cũng hiểu rằng trong lòng tất cả quý vị khán giả tới bây giờ vẫn nhớ những băng nhạc Phạm Mạnh Cương ngày xưa của Trung Tâm Tú Quỳnh và cũng nhớ những bài hát mà các anh chị em nghệ sĩ ngày xưa đã từng hát và bây giờ vẫn còn yêu mến. Lâu lâu vẫn có nhiều người gửi những lời khen tặng và nhắc nhở về những cuốn băng, những bài hát ngày xưa. Đó là một cái hạnh phúc cho những người nghệ sĩ và nhất là nghệ sĩ của Sài Gòn từ trước 75 tới bây giờ vẫn được tất cả quý vị yêu thương mãi mãi. Tình yêu đó không bao giờ nhạt phai giống như trong những bài hát ấy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Cương và xin anh Cương gửi đến quý vị lời chào. Xin chào, kính chào một lần nữa quý khán giả của Thanh Lan TV. Vâng, xin cảm ơn. Dạ, Thanh Lan xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau.